Bây giờ trên đường đi chùa Linh Ấn hả? Linh Ấn. Giờ mới đổi cái sảnh khác. Là biển, bãi tắm sau biển. Seafood restaurant, khu chợ, nhà hàng, sáng, hải sản phố, beach beer, đó, biển bên phải, hồ biển này biển giống như chỗ nào là tao tắm biển nhiều nhất, chỗ này hay là cái khu khách sạn lần đầu tiên, chỗ này là tắm nhiều. Tắm nhiều hơn chỗ kia. Dạ đúng rồi. Kia là người dân. Người dân. Ồ, cái này là cho mấy người du lịch. Bãi người ta có nước ngọc mình tắm. Có nước ngọc tắm. Đó là người dân tắm xong. Người dân tắm xong. Sài Gòn Phú Quốc mưa không à? Cái này chỉ có tin Bà Nà là mưa tầm phải 3-4 giờ là lâu lâu có ngày mưa thôi, còn dưới phố này là không thấy mưa. Phú Quốc hả? Sài Gòn là mưa. Wow, đây cả tháng luôn á. Wow. Ngộ á, thời tuyết kiếm mưa kiếm ra. Ồ, kiếm mưa kiếm ra luôn à. Chùa Linh Ấn là mưa nhiều nhất em. Giờ tầm cỡ tháng nữa chị. Tháng 8, tháng 9 bắt đầu là bắt đầu mùa mưa. Đúng rồi, chị nhớ miền Trung được như là mưa như là 8, 9, 10 á, dạ. Mưa nhiều. Nhơn cũng vậy, tháng 9 tháng 10 mưa nhiều lắm. Biển đẹp quá. Chị Linh Ấn mình đi. Chị Linh Ấn tối hôm qua thấy cái tượng Phật Hồng Cam đẹp thì đẹp. Ồ, đó chùa. Đó là chùa mình thấy qua tượng Phật Hồng Cam. Ở đây có chùa Linh Ấn mà trên Bà Nà Hill cũng có chùa Linh Ấn. Ở đây hả? Đó là Phật. Ở đây là đẹp. Dạ. Ở đây là chính đúng không em? Trung tâm hãng xưởng làm ăn nhiều hả? Đường Võ Giáp, khách sạn Giáp Sẻ. Mấy cái phòng lớn không ạ? Building lớn không ạ? Trong kia là cái nhà nhỏ. Bao sâu 4 sâu nhiều chứ đâu có 5 sao. Sao phải cách giáp biển đi. 4 sao. 5 sao là cái biển luôn. 5 sao là bên phải. Khách sạn 5 sao là bên phải. Cái 6 sao là trên 6 sao luôn hả? Dạ, cái Intercom ở trên đường mới nổi sân trà, đường lên đứng thì chạy lên. Chưa giờ nghe 6 sao thì đường 5 là quá. Đó là đường sọc mà kiểu đánh giá của quốc tế. Ok. Ồ, tối này chắc lâu lâu có biểu diễn này ha. Dạ, lâu lâu có. Lễ hội Nhật Bản. Ồ, đây vui ha, Nhật Bản này. Tối này cũng có. Ồ, tối nào cũng có hả? Dạ. Từ ngày 13 tới ngày 17, 16. Ngày 14, tối còn có rồi. Tối ra đi chơi. Mấy giờ đóng cửa? Cái này nó làm tới 1-12 giờ. 1-12 giờ. Wow, quá trời người ngồi ngoài kìa. Vui ha. Mà xe du lịch tới đây không à? Bãi tắm số 2, bãi tắm số 3, tắm ăn uống ở đây. Temple Đà Nẵng Beach Club. Biển vậy? Sương trà. Sương trà. Ồ, dưới là biển khác nè. Dạ, như là mỗi địa điểm mà người ta đặt một cái biển khác nhau. Ở đây là một sương trà, dưới kia là biển Mỹ Khê. Dạ. Chỗ này không ai tắm á ha? Dạ, chỗ này không ai tắm. Đánh cá gì? Đánh cá. Như là người dân là đánh cá, kéo lưới, họ đang kéo lưới vô. Kéo lưới. Chỗ kia tắm, ở đây là câu cá. Kia là Mỹ Khê đây. Chỗ kia là người ta cắm em uống buổi trưa, ở đây người ta để vui vui vậy.
bãi biển Mân Thái. Cái tên của cái vùng. Cái vùng. Đây là ít người đi bộ ngắm nắng. Ngắm nắng ngắm biển luôn. Cái tàu là đánh cá. Yeah. Wow. Cảng gì cá cũng nhiều cũng đó hả? Người dân của quần địa phương này người ta đi đánh cá buổi sáng. Đó, trên cây dừa. Bão rồi là người ta, khu này thì tới mùa bão mùa mưa là người ta di dời về trung tâm ấy, không cho ai đấy. Đây là giáp biển quá. Đi Đà Nẵng á nên ghé qua chùa này tham quan. Chưa thấy chùa nào đông như chùa này. Mất cái câu rồi tìm được rồi. Có dù ta đang dù theo à. Thank you.
Ở vậy tôi đây. Wow, đây là ở chùa nhìn ra biển nè, quá đẹp, cái view hết sảy. Rồi. Đây là cái bạn chùa Linh Ấn. View quá đẹp. View đẹp quá con ha. View quá đẹp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ok. Anh nhờ chị. Are you okay? Đây là cái view nhìn ra biển ở trên chùa, rất là đẹp. Bây giờ đi bộ lên bậc thang. Duy ơi. Đẹp quá, hôm nay trời nắng ở Đà Nẵng. Ở trên chùa nhìn xuống dưới biển quá đẹp. Này đẹp hơn Hồng Kông nữa, cái view nữa. Quá trời con dragonfly luôn. Không thấy rõ. Để zoom in vô. Zoom in vô mới thấy rõ. Bên đây không có đông người ha. Bên đây vắng. Bên đây thì không có đông người nhưng mà có nhiều hoa mai đẹp. Đây là cổng vô trong. Có lồng đèn màu đỏ, màu vàng. Ở đây chắc không cho khách vô. Coi cái bảng nó để là cái gì. Khu vực nội viện vui lòng không vào bên trong.
Đây là cảnh vô chùa, cổng chính. Đây là xung quanh. Giờ đi vô lại Phật. Đây nhìn người đang lại Phật. Bây giờ xong rồi, bây giờ đi ra xe Grab để đi nơi khác chơi, chưa biết đi nơi nào hết. Bây giờ cũng vắng bớt rồi, mới vô thì đông. Bây giờ chắc mỗi người đi chỗ khác chơi. Đi chuồng này cỡ một tiếng là ok. Rồi, chuẩn bị vô taxi. Đi qua chỗ khác chơi.